Hello các bạn, mình giới thiệu các bạn cây hồng mà tỉnh nó đã ra cái rễ rồi các bạn ơi. À, các bạn xem cái rễ của nó. À, các bạn thấy không? Rồi, các bạn thấy rằng rễ rồi các bạn ơi. Cây này là cây hồng mà tỉnh rồi nè. Hồng mà tỉnh này mình mua cũng khoảng 20 ngày, mình treo khoảng 20 ngày thôi các bạn. Khi mình nó ra rễ như thế này rồi thì mình sẽ trồng vào chậu các bạn nha. Mình sẽ có một cái video riêng để về cho đầu đến cuối cách trồng vào chậu các bạn nha. Các bạn thấy phía xa kia là cái đèn rơm hồng bánh xe rất là đẹp các bạn nha. Các bạn thấy rất là đẹp rồi. Đầu tiên đó là các bạn mua về là các bạn làm vệ sinh sạch sẽ đấy các bạn, cắt hết cái rễ khô đây các bạn, mấy cái đồ đưa rễ khô các bạn cắt hết đi nha. Rồi sau đó là các bạn rửa nước sạch sẽ, rửa nước sạch sẽ các bạn ha. Rửa nước sạch sẽ xong rồi các bạn treo lên cho nó ráo, rồi bắt đầu các bạn phun bằng oxygen các bạn ha. Nó liều lượng như thế này nè, một chai oxygen mua ngoài tiệm nước tây về cho nhỏ đó các bạn, bỏ vào nửa lít các bạn phun nè, phun cho nó sạch sẽ để cho nó tiệt hết tất cả cái vi khuẩn các bạn ha. Sau đó các bạn treo lên, treo lên xong rồi các bạn trộn hỗn hợp dung dịch là để carbon nè, super thái nè, B1, B12, bốn thứ đó thôi các bạn. Bốn thứ đó thôi các bạn ha. Là bắt đầu các bạn trộn vô là trong một lít, trong vài nó một cây như thế này để mình trộn khoảng 300cc nước thôi các bạn. Trộn khoảng 300cc nước. Thì cỡ 3 giọt. Số 2, 3 giọt để common các bạn ha. 10 giọt B1, 10 giọt B12 các bạn. Sau đó mình lắp đều rồi bắt đầu mình phun các bạn ha. Phun trên nhà mình được các bạn, cứ 2 tiếng đồng hồ mình phun lần, 2 tiếng đồng hồ treo ngược, 2 tiếng đồng hồ phun lần, 2 tiếng đồng hồ phun lần các bạn. Rồi. Sau đó là mình treo xong xuôi rồi bắt đầu cứ 2 tiếng đồng hồ phun lần, 2 tiếng đồng hồ phun lần các bạn ha. Rồi, phun như khi nào cho hết cái 300cc nước đó thì dừng lại các bạn ha. Thì xong như xong. Sau đó là mình cứ phun phân theo cái cỡ vườn lan của mình phun như thế nào thì mình phun nó như vậy các bạn. Cứ 3 ngày mình phun hóa chất, 3 ngày mình phun phân hữu cơ một lần, 3 ngày mình phun phân vô cơ một lần các bạn. Rồi các bạn thấy 2-3 ngày ra rễ rồi. Rồi các bạn thấy ra rễ như thế là trồng được rồi các bạn ơi. Cái rễ này mà các bạn đem xuống trồng mà các bạn giữ không chặt là nó cũng tèo luôn các bạn ơi. Nó lắc qua lắc lại là nó chột cái rễ liền các bạn. Cho nên bắt phải cục chặt cái rễ lại, cục chặt cái thân lại thôi là nó tèo luôn, cái rễ nó không ra được các bạn ạ. Rồi. Mình quay xài lại cho các bạn thấy. Cây này. Rồi mình quay cái này, lá này nó ấy lắm các bạn ơi. Lá này nó khô bén rồi. Bây giờ nó tươi trở lại rồi các bạn. Nó có nước nó tươi trở lại rồi các bạn. Rồi, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Nó được một cái cây con và một được một cái măng luôn, một cái cây nhỏ, cái măng nhỏ các bạn. Rồi các bạn ha, người ta được hai thằng đấy, thằng giữa nữa là ba các bạn, thằng mẹ là ba đấy các bạn. Mình quay ở đông như sắp phút thì mình dừng lại các bạn. Rồi, có những cái cây mình treo cả năm chưa ra rễ các bạn. Có nhiều cây mới treo xuống rồi ra rễ liền, nhưng mà cây này 20 ngày mà ra rễ là cũng bình thường đấy các bạn, bình quân là 20 đến 30 ngày là ra rễ các bạn ạ. Cây mà bắt đầu đem về các bạn trồng liền là khó sống lắm các bạn. Trồng thêm ngược cái này nè, bởi vì nó chả lá rồi các bạn này, nó chưa có hồi sức rồi các bạn, tưới nước hoài là chả lá này nó bị nước vào cũng là úng cái cây chết liền các bạn. Nói chung cây chưa có rễ mà thiếu nắng
và các bạn cứ tưới nước hoài ở trên cái đọt lá đi xuống là kệ nha, trước sau gì nó cũng chết được các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha.